những sao nam từng chịu tiếng đào hoa chẳng kém Trường Giang. Thưa quý vị và các bạn, Bình Minh, Huy Khánh, Việt Anh cũng là những diễn viên nổi tiếng đào hoa với lùm xùm tình cảm chẳng kém Trường Giang. Những ngày gần đây, ồn ào tình cảm giữa Nam Em, Trường Giang, Nhã Phương lại một lần nữa gây bão cộng đồng mạng khi nam diễn viên lần đầu trải lòng về bê bối tình ái. Hành động của Mười Khó đang nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Người thì đồng cảm chia sẻ với anh vì đã dám lên tiếng nhận sai, bảo vệ Nhã Phương, gia đình và chút hết nỗi lòng sau tất cả. Kẻ lại trách anh phũ phàng bạc bẽo khi lên tiếng hăm dọa, ám chỉ những người từng thích là đầu óc không bình thường. Nhiều khán giả cũng lắc đầu ngao ngán, tỏ vẻ mệt mỏi vì suốt ngày phải chứng kiến bộ phim dài tập mãi không có hồi kết của ba nhân vật này. Tuy nhiên, không chỉ Trường Giang, trước đó khán giả cũng từng chứng kiến rất nhiều sao nam đào hoa, họ nổi tiếng điển trai và gây tranh cãi không kém vì vướng tình tay ba. Diễn viên Bình Minh hết nghi vấn với Thanh Thảo lại đến Trương Quỳnh Anh. Cách đây vài tháng, showbiz Việt đã một phen rúng động khi hình ảnh thân mật của nam diễn viên Bình Minh và bà mẹ một con Trương Quỳnh Anh bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Chưa kể trước đó không lâu, dư luận cũng từng xì xào bàn tán về tin đồn tim ông xã Trương Quỳnh Anh xô xát với Bình Minh khi cả hai cùng xuất hiện tại một sự kiện ở Đà Nẵng. Điều này khiến Bình Minh vướng nhiều tai tiếng khi bị nghi ngoại tình với nữ diễn viên Cuộc Chiến Hoa Hồng. Không những thế, đây còn được cho là lần thứ hai anh mắc phải sai lầm. Bởi cách đây 8 năm, nam diễn viên cũng từng vướng scandal lén nút hẹn hò với ca sĩ Thanh Thảo. Diễn viên Việt Anh bị bạn thả thính. Cũng trong năm 2017, nam diễn viên Việt Anh cũng từng vướng lùm xùm nghi có người thứ ba khi Hương Trần, vợ anh, lên mạng xã hội chia sẻ về việc chồng mình bị người phụ nữ khác gà gẫm. Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều tin nhắn thả thính được cho là của Bảo Thanh, bạn diễn của Việt Anh trong Người Phản Xử gửi đến anh. Dù sau đó, người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận giải thích, nhưng ồn ào này đã phần nào khiến cuộc sống của Bảo Thanh và vợ chồng Việt Anh bị đảo lộn. Nam diễn viên từng qua một đời vợ, anh và người đẹp Lý Nhã Kỳ từng bị nghi phát sinh tình cảm khi đóng chung phim, nhưng cả hai đã lên tiếng phủ nhận. Diễn viên Hiệp Gà qua 3 đời vợ, tuy có thân hình gầy guộc, gương mặt chẳng mấy điển trai, nhưng Hiệp Gà lại nổi tiếng là một trong những gã đào hoa của showbiz Việt. Tính tới thời điểm này, anh đã lên xe hoa lần thứ 3 và những người phụ nữ đến với anh đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Có thời điểm, anh từng bị dư luận chỉ trích gay gắt vì có những cuộc sống thoát loạn và thay vợ như thay áo. Thời điểm anh bị ném đá nhiều nhất là lúc nam diễn viên vướng vòng lao lý. Thanh Quý, người vợ đầu của Hiệp Gà, cũng là người đã luôn sát cánh cùng anh vượt qua mọi sóng gió. Tuy nhiên, sau khi ra tù và được tự do, nam diễn viên lại bất ngờ ly dị vợ và tiến tới hôn nhân với những người phụ nữ khác chỉ trong thời gian ngắn. Diễn viên Huy Khánh sát gái nhất nhì showbiz Việt. Trước đây, Huy Khánh từng được nhiều đồng nghiệp khán giả ví von là gã đông răng, đào hoa, sát gái nhất nhì showbiz Việt. Sau khi lên xe hoa với Hoàng Anh, người được cho là diễm cuối của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ kéo dài được 4 năm trước khi đường ai nấy đi. Không ít lần, Hoàng Anh từng lên tiếng tố cáo Huy Khánh lén lút qua lại với diễn viên Kim Tuyến khi cả hai cùng hợp tác trong một bộ phim. Dù từng lên tiếng bác bỏ tin đồn ngoại tình, nhưng cuối cùng Huy Khánh cũng lên báo thừa nhận đã từng yêu Kim Tuyến. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò, anh nhận thấy người phụ nữ này không phù hợp để trở thành bạn gái mình. Có một số bài báo nói tôi với Kim Tuyến, tôi khẳng định là có. Cô ấy chối bỏ là sai, nhưng khi đến với Kim Tuyến là khi tôi đã chia tay với vợ gần được 1 năm. Huy Khánh giải thích. Tân Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 lên tiếng trước tin đồn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Quý vị và các bạn thân mến, tối 21 tháng 4, vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 được diễn ra. Sau các phần thi trang phục truyền thống, áo tắm và dạ hội, ban giám khảo đã gọi tên 5 cô gái được chọn vào phần thi ứng xử. Tại đây, Nguyễn Thị Kim Ngọc là thí sinh đầu tiên trả lời câu hỏi từ thành viên ban giám khảo với nội dung: Nhà thơ Lưu Quang Vũ viết, một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta. Cả nước ta có 12 huyện đảo, bao gồm những đảo nhỏ xa xôi. Em hãy kể tên một số huyện đảo của Việt Nam mà em biết. Người đẹp Kim Ngọc khiến khán giả không khỏi thất vọng khi đưa ra câu trả lời một cách thiếu sót. 12 huyện đảo từ Bắc xuống Nam mà em biết là Vân Đồn, Cô Tô ở Quảng Ninh, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc. Câu trả lời của Tân Hoa hậu dù thiếu 5 huyện đảo, Cát Hải, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý và Kiên Hải, nhưng vẫn được người dẫn chương trình chúc mừng nồng nhiệt. Ngay sau khi đăng quang, Kim Ngọc cũng bị rơi vào tin đồn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, trả lời về điều này, Tân Hoa hậu Kim Ngọc cho biết, bằng tốt nghiệp của em là minh bạch, em học trường trung học phổ thông Đốc Bình Kiều, Tiền Giang. Sáng 23 tháng 4, trao đổi với phóng viên, ông Lý Minh Tuấn, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 cho hay, Kim Ngọc đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi đã kiểm tra điều này trước chung kết cuộc thi. Đây là một cuộc thi uy tín, vì thế các thí sinh tham gia đều được thẩm định về nhân trắc học, trình độ học vấn rồi. Theo đó, trước khi dự thi và đăng quang Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, Ngọc từng thi và lọt vào top 15 Hoa hậu Đại dương 2017. Trước đó, người đẹp sinh năm 1999 đến từ Tiền Giang cũng từng thi một số sân chơi sắc đẹp khác, trong đó có Hoa khôi Nam Bộ. Tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018, Kim Ngọc gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tự nhiên đậm chất Á Đông, gương mặt tròn đầy hài hòa và vóc dáng quyến rũ. Cô cao 1m71, nặng 52kg và có số đo 3 vòng lần lượt là 83, 61, 93. Người đẹp sinh năm 1999 này cũng được đánh giá là có gương mặt sáng và rất ăn sân khấu. Người hâm mộ không hài lòng vì Bùi Tiến Dũng trình diễn thời trang. Thưa quý vị và các bạn, tối 22 tháng 4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đảm nhận vai trò người mẫu trên sàn diễn tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2018. Trong vai trò vedette cho một thương hiệu thời trang, thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam diện bộ suit xanh, kết hợp cùng với giày thể thao trẻ trung. Đoạn video quay cảnh Bùi Tiến Dũng sải bước trên sàn catwalk lan truyền trên các trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, người mẫu thời trang Bùi Tiến Dũng đã gây ra không ít phản ứng trái chiều. Một số người hâm mộ hứng thú với màn trình diễn của thủ môn U23 Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều fan tỏ ra không hài lòng với việc Bùi Tiến Dũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài bóng đá. Nickname Trinh Bạch Tuyết bình luận: xem clip này xong thật sự có chút chua xót, nhìn Dũng kiểu gượng gạo, cố ý đi thật nhanh cho xong ấy. Dũng rất thật thà và chân chất, những nơi hào nhoáng như này không hợp với em. Độc giả Phong Trần nhận xét: ôm đồm nhiều quá, đành rằng ai cũng cần tiền, nhưng trong cuộc sống có những công việc không nên làm, có những lĩnh vực không nên dính vào. Phong Trần cảnh báo, em Bùi Tiến Dũng nên cân nhắc việc tập trung vào những thứ mà mình có thể mạnh và đem lại danh tiếng cho mình và phù hợp với bản chất của mình. Còn những việc như thế này thì nên từ chối, kẻo lại mất hết cả chì lẫn chài. Kể từ khi V-League khởi tranh, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn. Mới đây khi câu lạc bộ Thanh Hóa thay huấn luyện viên, thủ thành của U23 Việt Nam vẫn chưa một lần được ra sân thi đấu. Cái tên Bùi Tiến Dũng thậm chí còn xuất hiện trên những lĩnh vực ngoài bóng đá nhiều hơn là những bài viết trang báo về chuyên môn của cầu thủ này. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ việc muốn thấy Bùi Tiến Dũng trên sân bóng hơn là sải bước trên sàn diễn. Độc giả Đỗ Kiều Anh nhận xét, đã xem và thấy Bùi Tiến Dũng không hợp với showbiz. Hãy để Dũng chịu khó tập trung trên sân, chứ sau vụ được tung hô, thấy năng lực thi đấu của Dũng cũng bị giảm đi. Vẫn muốn nhìn thấy Dũng trên sân bóng nhiều hơn. Người khác bình luận, bóng đá là sự nghiệp và cả tương lai của Bùi Tiến Dũng, hãy trả Dũng lại với khung thành đi. Độc giả Tâm Nguyễn khuyên nhủ, Dũng nói thật nhé, em không nên tham gia quá nhiều vào những hoạt động không thuộc chuyên môn của mình. Em cần suy nghĩ lại, chị không biết vì lý do gì, khách quan hay đây là chủ ý của em, nhưng cả hai đều không ổn lắm. Tâm Nguyễn nhấn mạnh, sự nghiệp đang phát triển, tương lai của em còn dài nhưng không thuộc về nơi này. Hãy toàn tâm toàn ý vào quả bóng trên sân cỏ, đừng tự đánh mất tương lai của mình chỉ vì phút hào nhoáng. Chị nói ít, mong em hiểu nhiều hơn nhé. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng việc một cầu thủ lấn sân sang lĩnh vực khác để kiếm thêm thu nhập là chuyện dễ hiểu. Thành viên Nguyễn Tâm bình luận, cầu thủ quốc tế họ lấn sân sang đủ mọi thứ, có tiếng để kiếm tiền, sao cứ phải duy trì cái nghề đá bóng bạc bẽo. Phong độ và tuổi đời của cầu thủ cũng chỉ được mấy năm. Ngân Thúy Nguyễn cũng chung quan điểm. Đừng mời đi show, có cơ hội kiếm tiền trang trải cuộc sống thì đi thôi. Người ta còn phải nuôi gia đình, đừng bắt người ta phải làm như thế này, như thế nọ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.